Mà số đây này tầng học này thằng này dương mà chụp này sang chết mày một đầu tiết thôi thằng này đi đá cứ nhiều miền lẹp bẹp bọn Cisco muối bẹp bọn nâng ở ca con bị cơ rính OFPF version 2 in a single rear và ta hỏi là dương mà lệ mơ đại cả nam dương tầng học này dương miền bay router router 1 router 2 and router 3 và router mỗi mỗi cứ miền switch MPC connect đôi khi này và ta hỏi là dương mà lệ mơ addressing table và dương mình và dương miền router 1 và router 2 router 3 PC 1 PC 2 PC 3 và ta hỏi là dương mà lệ mơ objective dương Part 1 configure OFPF version 2 routing. Part 2 verify the configuration. Background in the activity, the IP addressing is already configured. You are responsible for the configuring the 3 router topology with the basic single area OFPF version 2 and then verifying connectivity between in device. Ta hỏi là start part 1 ngọt nha. Và part 1 configure OFPF v2 routing step 1 configure OFPF on the R1 and R2 and R3 to the following requirement to configure OFPF routing on all 3 router routing ID 10 routing ID for each router R1 1.1 1.1 yep R2 2.2 2.2 R3 3.3.3.3 ba network address for each interface LAN interface set to passive don't use the default keyword ba ta lâu dương start cho một căn router 1 của các nhà ba chừng dương thay comment in the ball ba configure terminal router OFPF ba ID 10 ba bắt đầu tiếp dương chập đang còn bị gỡ router ID và môi chạy môi chạy môi chạy môi bày đón ok tổng tiết network và rồi chạy phí chạy đập là môi chạy môi chạy xôn slash và một phẩy bốn xôn chạy xôn chạy xôn và chạy và pi pram pram area và sổ network môi tiết rồi chạy phí chạy đập là môi chạy bấy chạy bấy chạy xôn sắp xôn chạy xôn chạy xôn chạy xôn chạy bà bấy mà network tiết cứ nó lơ port sửa xôn sắp xôn sắp xôn mình ai biết rồi kéo pí chạy mà rồi học bằng bấy bà chạy đọc chạy bốn sắp sắp bà chạy bốn sắp 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 đến má xôn chạy xôn chạy xôn chạy xôn chạy bấy ở rìa sầu mà tập tập dương cần việc network rồi hai hai dương cần việc cần việc mối tiếp cứ cái hào tạo passive interface chỉ cần biết bà xôn slash xôn ok trên những bàn cần việc router ID cần việc network cần việc passive interface mà OFPI ID 10 hay năng single rear rồi đó hai trên những chập đam châu đó router lịch pí dương bây giờ được nghĩa router lịch pí này cho tôi xin lại ai máu và in the ball và cần bây giờ thêm nó router OFPF và chân dương một mươi tiêu tiêu dương tịch máu chân OFPF này O1, O2 and O3 được nghĩa và router ID lịch đọc được nghĩa ta dương khóc còn lại này mà router ID này, bởi sao ID được nhất là router ID này different và to ok router ID mà pi ok network mà rồi chật pi đập là mối chật pi chật số mà sắp đặt má area mà số chúng dương mơ port mới tiết port sửa xôn slash xôn slash xôn slash xôn mà này IP address mà rồi chất pi chất tập rằm mũi
và chọn bay. Ok, let's see, mình đã quên tài chánh dừng vừa đi phái và thay thế bỏ càng tài liệu phí này ai thì bà ra tài liệu mua dớ bay chạy muối anh ấy bay chạy phí. Ok, đó là dừng chưa tự đặt bà ai phía trái mà rồi chạy phí cho tập của mũi bà chạy bay chạy số được nhé. Ok, này chạy bay sorry trong trong ní và chạy bay và ok mà đặt vật tiết riêng sôn slash mà rồi cao pin rồi không bảy chạy đọc rồi cao pin sorry mà rồi cao pin mà rồi học trầm bảy chạy đập chạy cầm bảy và chạy đập chạy cầm bảy xôn chạy xôn chạy xôn chạy xôn chạy bảy slash làm sắp ok thở máu tổng tiết và passive interface gigabit xôn slash xôn và giờ mình phải gỡ router lịch pin rồi đó đây hả cho nhà chùa mình phải gỡ router lịch bảy xin ai máu mẹ in the ball mình cơ thêm nó là từ OIPS bè là từ ID bay chạy bay chạy bay chạy bay chạy bay và network rồi cao phí rồi không bay chạy đáp bè chạy cầm bấy ok và xôn chạy xôn chạy xôn xôn chạy bấy ở đây á xôn và nền vương mới tiết rồi cao phí mà rồi học phẩm bấy chạy đáp chạy bốn ok chạy đáp chạy bốn mà nền vương tiết và dừng mà mở interface mình ní chỉ biết sâu là sâu ní người ra tới lịch bảy rồi cao phí mà rồi học cùng bảy chạy mui và làm một thầy buồn này ok ra tới lịch bảy network rồi cao phí rồi học cùng bảy chạy mui chạy số mà số chạy số chạy phí hai trăm ba rìa số ok passive interface gigabit và zone slash zone ok sorry, người ta nhầm lẫn đi khâu hai mình. Tạm bắt đầu đi phần này dùng một mơ port serial. Zone slash zone slash mối mà mơ một đoạn tiết. Ra tới lịch bấy. Bà. Trâu hai. Nhi trâu hai. Bà trao quay ok lâu dừng test chạy cho bà đi xa lần ngọt nế bà dừng khi ta you successful complete chạy mơ mơ assessment ai thăm dừng bà rao tờ lịch vốn OIPI process ID 10 dê yeah, protein 1 rao 2 bà rao 0 chỉ biết bà rao tờ ID bà router lịch mỗi lịch pi lịch bay ok tập tập mà riêng tìm cầm tài chiết và chân step one dương configure successful hai là dương màu chain mơ step two verify OIPS routing in operational
On each router, the routing table should now have a route to every network in the topology. Okay, là dừng ai cho màu show màu và receive một điện màu so IP route và ta là dừng với rửa mai đừng có nế ô nâng cư bàn nè ô IP nế nè ngọc này khơi nhất nè và network ní và network ní và network ní phong đài bay network và ok game verify router link và show IP route router link pí dương khơi mà network ní và p network và rồi cao pí rồi hôm bảy nè trên môi trên số làm phải buồn nè và bay network mà rồi cao phím rồi không bảy trên tập trên buồn và là riêng từ wifi và router lịch bảy chạy trên môi sẵn số IP route và nè OIP dưỡng mà rồi trên pi trên tập phòng muối trên môi trên số và tiết rồi đập bấm rồi chật pí chơi đập bấm mũi chật pí chật sơn nên tiết rồi chật pí chơi đập bấm mũi chật bay chật sơn và ta hãy lấy dân cho tôi next step và click path to verify the configuration each PC should be able to ping the other two PC if not check your configuration ta hãy lấy dân cho tôi cả tech ping như ngọt nhé chẳng chìm vô PC lịch mùi ní thuở cả pin được ăn PC lịch pí ok desktop command prompt và pin được ăn IP mà rồi chật pí chật đập ra mùi chật pí ok successful chúng thuở cả pin được ăn PC lịch bấy và mà rồi cao pí cho mà rồi học phẩm bảy ba chỉ mỗi chỉ pí ba ok cho những người tha ca công việc gần bao nhiêu cứ cởi trái ca pin ban đi tha bay bay phải xin cái này cứ ai thắp cái rộp nhà bạn ba xong một cuốn sắp đặt ca tu sửa video này xong chú ý chọn like cho những subscribe không tâm bày từ tổ bàn bè riêng và tập tiền.